Hello cả nhà. Nước cực kỳ trong luôn á. Nên live stream cho mọi người coi san hô. Hơi bị đẹp. Nước trong cực kỳ luôn. Hello cả nhà đi mọi người ơi, em đang live stream nè. Đang live stream. Xe hô này cực kỳ đẹp luôn đấy. Nước trong queo quẹo luôn, trời ơi. Đi lặn san hô mà khóc, trời ơi. Tội nhỏ không? Để cho nó ở trên này đi. Nước trong cực kỳ luôn, quay san hô cho mọi người coi nha. Điện thoại xuống biển không được. Lát nó vô trong bờ, vô trong bãi biển cho con bé nó tắm. Hello Minh Thư. Ê, đi lạc sâu biển đi. Cái gì? Chưa đi đâu, chờ mọi người xong rồi mới đi được, xuống tắm nữa đi. Trời ơi, tim quá trời tim luôn, coi rõ không, cho tim lên nha. Nguyễn Khải. Lội xuống đi, chị lội xuống đi. Chế cầu thang từ xuống chị. Trời ơi, biển luôn, để quá trời luôn. Thả lại thả tim vết trời luôn kìa. Rồi chỗ này có san hô màu hồng nè. Mày điện thoại zoom không thấy rõ được. Hello chị An Na Phạm nha. Bữa vợ. Hôm giờ về á, em quên nhắn tin cho chị. Kêu bà gửi hình cho tôi chứ. Hình mấy cơ tôi chụp đẹp quá trời mà giấu hết mất à. Đi xa kệ nó đi, nó biết bơi mà, ép phao mà chị. Trời ơi, có con cá màu xanh bơi ngang qua luôn kìa. Cục san hô này mọi người. Ồ, mờ quá. Nước nó lấp lánh nè, san hô ở ngoài đây đẹp nè, nhìn ra đây thấy san hô này không còn lặn nè. San hô màu trắng à. Xanh à. Chắc mọi người coi không rõ được rồi. Đó này mạng yếu quá. Sao bữa không cho tụi em ra chỗ này? Ủa bữa có ra chỗ này mà chinh khủng kìa. Chỗ này bữa chỗ ở trên cái bãi kia đó là cái san hô đó. Tình thật chưa chép hình ra nữa. Chọc chị chơi thôi, hôm nào rảnh thì cứ gửi hình cho em. Ông này em chỗ đẹp không à. Khùng quá, cái chỗ bãi cây bãi Bình Tiên đi ra ở trên. Chỗ bữa mình lặn san hô đó. Đi đâu vậy, lội đâu vậy? À qua bên này, qua bên này đẹp nè, đi qua lội qua bên đây nè. Lội qua đi, em live stream xong em xuống em bắt sao biển lên cho coi. Ừ bắt sao biển lên cho coi mà. Hello em Linh. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đây ông là mạnh mẽ lên. Chỗ tao đang quay nước trong queo đẹp tới không thấy san hô gì luôn á. Trời ơi trời. Chỗ tôi đang quay lên san hô trong xanh. Mấy bà tới mấy bà phá quá. Hai thằng mập này lên xuống hoài trời. Em ơi, mình đi ngày thứ hai có tu không? Xa xa là đảo Bình Hưng á mọi người.
Bơi lát tập bơi thì vô trong kia lát tập bơi sau, vô trong bãi biển tập bơi sau. Không lên thì ở dưới luôn chứ sao? Ừ, có ai bắt lên đâu, không lên được, ở dưới luôn đúng không con? Đúng rồi. Đúng rồi. Nên ba chọn thiệt. Đó, vậy mình kêu không lên sao lên đó không? Tự nhiên nó tự lên được cái này. Ủa, bà, bữa trước lặn chỗ này mà trên. Có mấy cái xe nô mà. Ở ngoài đó sâu xe hô mới đẹp á. Đúng không? Like gì? Chịu like chứ. Like. Cái này câu rồi hả? Cái này nhỏ quá, mỏ câu sao bén. Phải câu lưỡi nhỏ. Câu lưỡi nhỏ à. Câu mồi kia nó mới ăn là mồi giả nó ăn đâu. Mồi mồi như ví dụ như cá mực tôm rồi đấy. Nè cái chỗ này nè, chỗ này dê đây nè, ở trong kia là bãi tắm nè. Mất rồi. Dê đâu rồi lạ nè, trong này là bãi tắm nè. Đây. Lặn san hô rồi mà giờ nó quên mất rồi, không nhớ chỗ này là chỗ nào luôn. anh bị hố rồi. Cái chai nước lấy nước mặn về để ấy hả? Quốc ngậm họng uống luôn hả? Quỷ lấy nước mặn ra lột cái vỏ chai ra để người ta uống sao? Đồ đi nhá. Đồ. Ông không xả lát xuống biển nghe chưa? Xe hô này, xe hô đây màu tím, màu nâu, nó có màu nâu trắng chị. Màu nâu trắng mà. Còn màu xanh ở ngoài có màu đỏ nữa. Bãi cả đại nó quần đúng không? Đó uống đó. Cá quá trời luôn. Ừ, cá nhiều lắm. Có không được anh, có cần câu không? Không, ở tàu không có cần câu. Đeo kiến vô mới thấy rõ được. Đó này, cá chạy nè, thấy rõ luôn nè, trên này thấy xuống thấy rõ nè. Bên này có mấy trắng to luôn. Cá to lại em đi ra còn khơi càng cá to. Bỏ gom trên tàu hết cho anh em đi, anh em dọn dẹp chứ đừng có dục xuống biển. Biển nó cũng trôi vô lại trong bờ lũng như vậy à. Trời ơi, biển trong đã quá ha. Nước bữa nay nhờ cá chỗ này không có sứ. Chỗ này tắm đẹp rồi, không tắm thôi luôn. Ừ, lát nó vô bãi kia cho tụi nó tắm đi. Ừ, một đèn cá nhỏ kia. Kia. Ê, một đàn cá Nemo này thấy không? Bí tí kìa. Nè, không phải Nemo mà đi gì? Đi con này là gì? Đi gì? Không phải Nemo, con này không phải Nemo, con này là kìa. Nhìn khó thấy lắm. Đó nhỏ kìa, đó. Nhìn nó thấy đầy luôn. Đi tìm Nemo nhưng mà con này là con gì? Danny chứ phải Nemo. Cái sóc. Cái ngựa vàng ấy. Cá đen nữa. Đâu cái đen đâu? Mấy con cá đen này nó hung lắm á. Nó chạy tới đó rỉ chân vui lắm. Kìa nó kìa, con quỷ kìa, cá đen kìa, nó đá rồi. Đây luôn. À, sân hồ quay rõ nét luôn nè. Đẹp thế nhờ. Đẹp lắm Trinh ơi. Chẳng tìm mấy cá Nemo. Có cá màu xanh nữa, có cá màu xanh rồi kia. Ủa, chỗ nào có cá Nemo ta? Cá Nemo hả? Cá Nemo nó ở trong con hải quỳ ấy. Ủa, chỗ này xuống hả? Xuống nữa hả? Dạ. Quá chị kệ. Thì cứ tắm đây, tắm chút xíu đi, khi nào lên rồi lên. Rồi vô bãi tắm sau. Ê, mấy con cá kia nó bơi đâu rồi luôn, chung là nhỏ nhỏ kìa. Cái đen hai con. Ừ, san hô chỗ này đẹp nè. Ê, có san hô màu tím nữa kìa. Nó quay không thấy đường nét luôn. Trời ơi. San hô nãy giờ bao nhiêu rồi. Đi vô đi biển, kêu mấy chị lên hết đây. Đi, chuẩn bị vô đi biển, cho bãi biển. San hô hả? Ồ, nãy giờ chưa có san hô luôn. Ồ, tội nghiệp nhỏ ha. Hello anh Tuấn. Có màu đen này á. Ê, anh Tuấn là. Ông Tuấn cũng ở Biên Hòa nhưng mà ổng là. Ổng là anh của chị Yên. Bạn chị Yên là bạn của chị Yến làm trong cái công ty anh quay. Ô. Lặn bắt sao biển anh. Mặc áo phao sao lặn. Có sao không anh? Em đâu có thấy con sao biển nào đâu. Có. Em không thấy, anh lặn xuống là thấy liền. Mấy anh chị cứ bỏ kiến lặn ở trên cái đó cho em đi. Rồi áo phao mình cứ mặc vô trong, lát ra lên bãi biển tắm luôn cũng được. Chui luôn, bơi vào luôn, trời ơi.
san hô xanh á. Đâu san hô xanh đâu nè? À nè nè nè, dưới này nè. Hồi nãy có san hô xanh kia kia đẹp à, nằm ngoài kia kìa. Trong này san hô xám với lộ san hô. Đi đi qua san hô xanh đi. San hô xanh nằm ở đây nè, nãy con không lộ ra đây. Không, con biết. Trong xanh đẹp vãi ra. Đẹp vãi ra luôn. Biển trong xanh đẹp vãi ra. Bà nào? Chị Trang hả? Tội vậy, bước chân lên. Nè nè, chị bấm cái tay lên trên này nè. Đó, bấm tay vô, đó. Rồi 1, 2, 3 lấy cái chân đẹp trong cái thành thuyền ra. Rồi coi chân gói không. Đó vậy mà không cứ. Bình tĩnh đừng có chọc cười. Xuống biển đừng có chọc cười. Mạnh mẽ lên. Không có gì cười. Nên luôn luôn Minh nè. Rồi mạnh mẽ leo lên. Này thì nói em hả? Này thì nói hả? Sâu đâu, nước đó có 3 mét hà. Do nước trong chị nhìn thấy như vậy đó. Anh nhảy xuống mà anh không biết bơi rồi chết chìm không? Không nè, em nhảy xuống là không ấy, không chết chìm nè. 3 ngày sau nổi lên nè, cái gì nữa không biết bơi. Ừ. 3 ngày sau nổi lên. Rồi vô hòm luôn. Hòm đâu mà hòm. Đây có một mét mấy à. Có chỗ đây cạn xìu, cái đây có mét mấy à. Ở dưới cái thuyền là 2 mét. Lên 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 đi vô bãi tắm tiếp nè, nhanh lên. Hello nhanh lên. Có đứa nào có bẻ san hô không? Bẻ san hô là bắt phạt nghe chưa? Bẻ hay bẻ? Bẻ. Bẻ. Ê mô tô nước kìa. Quát quát mô tô nước tới đây. Ừ cano kìa. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, chạy nhanh nhanh lên. Đấy, mô tô nước đấy. Mọi người có thể thuê chơi nha. Có 100 ngàn một người thôi. Hai người một chiếc là 200 nha. Cho mình tự lái luôn đó mọi người. Bên nào đẹp? Rọi qua bên này đẹp hơn nè, ở sâu á, càng sâu càng đẹp hơn tại vì mình không biết bơi á, mình sợ đi. Chứ có gì đâu. Nè trên này ta thấy màu xanh nè, thấy không? Thấy màu xanh không? Màu kia màu trắng kìa. Đó, màu đỏ nữa kìa. Cá không? Cá màu đen bự kìa. Xong hết chưa? Lên hết chưa? Ok thôi, kết thúc livestream nhà đây đi. Hello mọi người.